Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một buổi chiều mùa xuân thật là vui vẻ, đầm ấm và bình an hạnh phúc. Trong một buổi chiều cuối xuân hôm nay, Dung Vlog xin chia sẻ với quý vị và các bạn một món trà hoa cỏ mùa xuân nữa các bạn à. Không biết là các bạn có thích uống trà hoa cỏ mùa xuân hay không? Thời tiết thì đúng là mùa xuân nhưng mà lại hơi se se lạnh. Ngoài kia thì có mây và có một chút mưa. Ở trong nhà thì thật là ấm áp. Và hôm nay mình sẽ bố trí và chuẩn bị sắp xếp để pha những bông hoa và cỏ mùa xuân thành một ấm trà để uống cho nó được ấm áp các bạn ạ. Đây là những bông hoa. Đây là những bông hoa đậu biếc đó các bạn. Những bông hoa này mình tự tay hái rồi mình sấy khô đó các bạn. Và trong cái túi ni lông nhỏ này là những bông hoa lài đấy các bạn. Các bạn có thích uống hoa lài không? Hương thơm của cái bông hoa lài ấy, nó rất là tinh khiết. Màu hoa thì trắng trong và khi mình uống ấy thì nó rất là thơm các bạn ạ. Bông hoa lài có thể cho vào trà mạn hoặc là các loại trà khác để có thể tạo hương thơm, nhưng mà cũng có tác dụng an thần và nó cũng giúp cho cái thần kinh của mình được tỉnh táo, phấn kích và vui vẻ các bạn ạ. Đây là những bông hoa lài đã được sấy khô cho vào trong một cái bình thủy tinh như thế này, cùng với bông hoa lài, một chút quế đấy các bạn, quế thơm đấy, quế cay đấy các bạn. Quế thì có tác dụng làm ấm cơ thể, chống ho, chống cảm lạnh và giải cảm. Và nó tạo cho mình có một cái niềm vui và thần kinh mình khi mà mình ngửi thấy mùi quế rất là thơm, mát các bạn. Cùng với bông hoa lài, cùng với một chút táo tàu cắt nhỏ và một chút cỏ ngọt các bạn ạ. Thì mình cho tất cả vào một cái ấm bằng thủy tinh như thế này. Trước tiên là mình cho vào ấm này. Sau đó thì mình ngoáy ngoáy lên rồi mình đun một ấm nước sôi, thật sôi ấy các bạn. Mình đổ vào đây. Sau đó thì mình đậy lắp và mình hãm trong vòng mấy phút. Đó là pha lần 1 để hãm trà các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị thêm một ấm nước nữa, thật là sôi, và mình sẽ đổ vào ấm trà này lần nữa. Đó, đây là những bông hoa cùng những cây cỏ ngọt, rồi đại táo và quế. Các bạn ạ, đây là một ấm trà, mình đặt tên cho nó là trà hoa cỏ mùa xuân, vừa nghe nhạc và vừa uống trà. Thì các bạn thấy có thích thú không? Thú vui của các bạn là gì? Còn mình rất thích uống trà các bạn ạ. Đây, mình đã chuẩn bị một ấm nước sôi thứ hai và mình sẽ chút cho đầy cái ấm trà này để cho những bông hoa, những cây cỏ này và những thứ cây cỏ hoa ở trong ấm trà này nó phai ra một lúc thì mình sẽ uống các bạn. Đấy, các bạn nhìn xem. Đây, khi mà mình cho nước sôi vào thì đã thấy ấm trà nó trở thành một màu xanh mát rất là dễ chịu. Các bạn nhìn thấy những cái diệp lục không? Đó là diệp lục của những cây cỏ đấy các bạn ạ. Cỏ ngọt. Và những bông hoa kia thì nó màu trắng, cho nên là khi phai ra thì mình sẽ không nhìn thấy màu nó. Sau đấy thì mình thấy cái nước của nó màu xanh là màu của cây cỏ đấy các bạn. Rồi mình sẽ cho thêm một chút mật ong nữa. Mình ngoáy lên và mình đậy lắp lại. Mình chờ một vài phút nữa để cho tất cả những cái hoa cỏ mùa xuân này nó phai ra cùng với vị ngọt của mật ong, vị cay nồng của quế, vị thơm mát của táo tàu và mùi tinh khiết thơm mà dịu dàng của mùi hoa lài các bạn. Thì các bạn hình dung ra rằng là các mùi nó rất là dễ thương các bạn ạ. Khi mà trời mưa se se lạnh, chúng ta sẽ thưởng thức một ấm trà hoa cỏ mùa xuân như thế này các bạn, thì thật là tuyệt vời các bạn ạ. Cuộc sống thật là đáng yêu. Chúng ta hãy lên trân trọng mỗi một giây phút. Cuộc sống của chúng ta phải được quý trọng và nâng niu, chiều mến nó phải không các bạn.
hãy tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn vừa uống trà và nghe nhạc các bạn. Đây là một thói quen rất là lâu của mình rồi, nhưng mà hôm nay thì mình mới chia sẻ với quý vị và các bạn. Thì mình thấy là nó rất là vui, và cái niềm vui này thì mình không thể để cho một mình hưởng thụ, và mình muốn chia sẻ với quý vị và các bạn niềm vui nho nhỏ của mình, gửi tới quý vị và các bạn để cho chúc cho quý vị và các bạn cùng vui với mình các bạn nhé. Hãy tự thưởng cho mình những cốc trà ấm nóng của mùa xuân như thế này. Và thôi, bây giờ chúng ta hãy cùng uống trà nào. Xin mời các bạn cùng uống trà với mình. Các bạn nhìn màu trà đáng yêu không? Nó hơi màu xanh xanh, màu cỏ lá, và có vị thơm của các loài hoa cũng như là thảo mộc của quế và cả đại táo nữa các bạn. Và có mùi hương thơm của ngọt ngọt của mật ong nữa các bạn. Mùi hương thơm mật ong hòa quyện với cả mùi hương thơm của hoa cỏ mùa xuân, thật là tuyệt vời các bạn ạ. Và xin mời các bạn hãy cùng uống trà với mình nhé. Để thưởng thức cái vị trà hoa cỏ mùa xuân trong một buổi chiều cuối mùa xuân thật là đẹp đẽ, hơi se se lạnh và ấm áp ở trong một cái căn phòng, thì chúng ta không thể không thưởng thức một vài cái món ăn vặt kèm với cả uống trà các bạn ạ. Các bạn thích uống trà với gì? Uống trà là một thú vui, nhưng mà nhiều người thì không biết là các bạn thế nào, nhưng mình thì rất thích uống trà và ăn những cái đồ ăn vặt nữa. Ví dụ như là bánh trái hay là mứt hạt chẳng hạn. Thì hôm nay mình cũng đã chuẩn bị một vài những cái món ăn vặt để ăn kèm với cả kèm với cả trà nữa các bạn. Thì các bạn thấy không? Thật là thú vị phải không ạ? Và xin mời các bạn hãy cùng khám phá với mình xem hôm nay mình có những món ăn vặt nào để uống kèm với trà đây. Một buổi chiều thật là ấm áp, thật là dễ thương, không thể thiếu được những cái món ăn vặt này. Mình đang có trên tay những hạt gạo nứt, hạt gạo nứt rang các bạn ạ, cùng với cả những cái tảo biển nữa, được tẩm ướp và được rang, được sấy giòn lên như thế này. Khi mình ăn thì nó có cái vị béo béo thơm thơm ngậy ngậy, giòn tan trong miệng và nó rôm rốp ở trong lưỡi các bạn. Thật là ngon. Sau đó thì mình ăn nhá, tuyệt vời. Sau đó rồi mình lại ăn này, rồi sau đó mình sẽ uống một hớp trà thảo mộc. Đó các bạn thấy không, những hạt gạo nứt này rất là dễ thương này các bạn. Có thể là ăn sáng, có thể là ăn xế chiều, hay là ăn để cho vui cũng được. Nó chẳng có hại gì cả, mà nó rất là tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Nó gạo nứt ấy thì các bạn biết rồi, nó rất là tốt cho rất là nhiều người và chữa nhiều bệnh nữa phải không các bạn. Đó, ấm trà của mình đã uống 2 cốc rồi, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều. Xin mời các bạn uống thêm một cốc trà nữa với mình nhé. Nào, tí tách, tí tách. Đó, các bạn thấy chưa, màu trong xanh của hoa cỏ mùa xuân này. Đó, có một cánh hoa trắng nó đã rơi xuống cái cốc này của mình, và nó lại nổi lên bồng bềnh uốn lượn trong cái cốc này, nhìn thật là thú vị các bạn ạ. Đó, pha trà hoa cỏ thì phải có cái ấm bằng thủy tinh, và uống cốc cũng bằng thủy tinh, bởi vì uống trà không có nghĩa là chỉ uống không thôi đâu, mà chúng ta còn phải thưởng thức nó, nhìn ngắm nó, vẻ đẹp của những bông hoa trắng mút trong một cốc nước trà màu xanh biếc, thì các bạn cảm giác rằng có tuyệt vời hay không? Đó, uống trà nhưng mà mình còn ngắm trà nữa các bạn ạ, ngắm hoa nữa đó các bạn ạ. Mình thưởng thức cái vị thơm ngon ngọt tinh khiết của trà hoa cỏ mùa xuân, nhưng mà mình còn muốn là ngắm nghía nó. Thực sự là tuyệt vời. Phải nói là mỗi một giây phút trong cuộc đời chúng ta, mỗi một nhành cỏ, mỗi một cành hoa đều trân trọng cả. Và mình thì không biết là các bạn như nào, mình rất là thích kể cả những cọng cỏ hay là nhành hoa, những bông hoa tí tẹo xinh xinh của mùa xuân thì mình cũng rất là yêu các bạn, yêu thương tất cả mỗi một nhành cỏ, mỗi một nhành hoa. Và đây là món hoa quả của mình nữa này các bạn.
mình có những cái quả này ăn rất là tốt cho sức khỏe này các bạn. Đây là quả thanh long màu đỏ này, kia là quả xoài màu vàng này các bạn không. Quả tươi mình cắt ra mình ăn thôi, chứ cũng không cần phải trộn với sữa hay là những cái món mà thêm đường thêm sữa, mình cũng không khoái lắm đó các bạn. Nhìn mà thấy không, nói chung là những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thì ai cũng phải có, đúng không ạ? Chẳng ai là không có. Có những người thì niềm vui của họ là những cái to tát lớn lao, còn như mình thì chỉ cần niềm vui nho nhỏ như thế này thì cảm thấy cuộc sống đã đáng yêu biết bao nhiêu rồi các bạn. Sống vui, sống khỏe mỗi ngày và mình tận hưởng những cái điều nho nhỏ đáng yêu trong cuộc sống thì làm cho cuộc sống của chúng ta càng đáng yêu hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.